lập Facebook ảo, dùng chứng minh thư giả để lừa bán khẩu trang trên mạng xã hội. Công an huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ Nguyễn Thị Thu Hương, sinh năm 1996 ở xã Trung Sơn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Chủ tài khoản Facebook Nguyễn Nhi của Nguyễn Thị Thu Hương lừa mua bán khẩu trang và chiếm đoạt 20 triệu đồng của một phụ nữ trên mạng. Qua đấu tranh khai thác, Hương khai nhận từ cuối năm 2019 đến nay đã thu mua tài khoản ngân hàng trên mạng, sử dụng chứng minh nhân dân giả để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đặc biệt, từ khi dịch Covid-19 bùng phát, Hương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt lên đến 1,5 tỷ đồng.